Chào cả nhà. Thì hôm nay shop lâu rồi, shop mới quay lại review các cái sản phẩm chuối ở bên của shop ha. Thì hôm trước là shop cũng đã review cho cả nhà mình thấy là shop có chuối hồng sấy vỏ lụa rồi, chuối sứ sấy nguyên trái và chuối sứ ép tròn rồi. Thì bữa nay shop muốn giới thiệu với cả nhà mình một cái loại chuối mà shop cũng đang bán rất là nhiều ở trong trong cái mùa này là shop có cái loại chuối già. Thì chuối già sấy dẻo như cả nhà mình thấy nè, trên tay của shop đang cầm là một cái bịch chuối già sấy dẻo ép chân không, như vậy là 500 gram nè. Thì cả nhà thấy chuối này rất là thơm nha cả nhà, đây là một trong những cái đặc sản từ Bến Tre lên nè. Nó thì cái chuối già sấy dẻo này các bạn, cả nhà thấy là cái mùi nó rất là thơm và ăn rất là dẻo luôn. Đó thì đây nè, thì cái vị cái thứ nhất là cái màu của cái chuối già đó. Thì như cả nhà mình biết là khi mà mình lột một cái trái chuối ra, nếu mà mình để ở bên ngoài một khoảng thời gian á, thì cái trái chuối của mình nó bị sậm màu liền, là do cái mủ của cái chuối. Thì cái chuối già của shop là làm từ cái chuối nguyên chất, do đó cái màu nó sẽ sậm hơn bình thường nha cả nhà, chứ không phải là màu đen ha. Tại vì đây là cái màu mà tự nhiên của cái lỗ chuối luôn đó. Cả nhà có thể thử lột một cái trái chuối già và mình để thử một khoảng thời gian thì cả nhà thấy là cái màu nó sậm. Do đó có nhiều khách á, hay mua cái chuối già này á, thì ăn rất là khen ngon, nhưng mà nói là cái màu của chuối này nó sậm quá, nó đen quá. Thì xin thưa với khách là cái màu này là cái màu hoàn toàn tự nhiên luôn. Shop làm là những cái sản phẩm của shop là tự nhiên, shop không hề có sử dụng bất kỳ cái hóa chất hoặc là cái phụ gia nào hết. Do đó cả nhà mình thấy là cái màu chuối này là màu chuối sậm thôi, chứ không phải là màu chuối đen hoặc là màu chuối bị hư ha cả nhà. Đây nè, đó, đây là một cái túi 500 gram túi zip nè. Đó, đây là một trong những cái đồ chuối rất là ngon. Thì bữa nay shop cũng muốn khui một cái túi cái túi 500 gram này ra cho cả nhà mình coi thử, coi một cái trái chuối già sấy dẻo nó như thế nào nha. Rồi, vậy thì bây giờ shop sẽ xin phép khui một cái bịch chuối già à ha. Rồi, vậy thì bây giờ này. Rồi, đây cả nhà thấy đây là một cái túi chuối mà sau khi shop cắt ra rồi nè. Đó, thì một cái túi chuối 500 gram như vậy. Thì bây giờ shop sẽ chất ra cho cả nhà mình thấy ha. Đây, đây là những cái trái chuối già đây. Đó, đây cả nhà mình sẽ thấy là shop sẽ chất ra một cái dĩa để coi mình được bao nhiêu trái nha. À, đây, và cái mùi rất là thơm nha cả nhà. Chuối già sấy dẻo này thì cái mùi cực kỳ thơm luôn. Đó, thơm. Và shop đối với các sản phẩm bên shop đó, là shop làm hoàn toàn nguyên chất luôn. Do đó cả nhà thấy là cái màu của chuối là cái màu sậm tự nhiên ha, chứ không phải là những cái màu vàng, thật là vàng. Đó, thì đây nè. Đó, cả nhà mình thấy đây là một cái dĩa chuối già của shop nè. Đó, thì đây cả nhà mình thấy nè, đây là chuối già sấy dẻo đặc sản của Bến Tre nè. Đó, thứ nhất là cái màu chuối rất là thơm, và trong một cái túi 500 gram thì cả nhà mình thấy có rất là nhiều ha, những cái trái chuối ở bên trong này. Thì bây giờ shop sẽ xin phép bẻ một cái trái chuối ra cho cả nhà mình xem cho cụ thể hơn nha. Rồi, vậy thì bây giờ đây nè, đây là hình ảnh một cái trái chuối già nè. Đó, cả nhà thấy nó rất là dẻo luôn. Đây, cả nhà thấy rất là dẻo nè. Và ở bên trong này nè, đây, ở trong này là khi cả nhà bẻ ra đây, ở trong nó vàng rất là đẹp nè. Và cái mùi của chuối rất là thơm nha. Đó, đây nè, cả nhà mình thấy đây là cái hình ảnh của chuối già nè. Đó, đây, cả nhà thấy đây là một cái trái chuối già nguyên chất nè. Đó, đây là của đặc sản của Bến Tre. Thì shop rất là mong nhận được cái đơn hàng về chuối già từ cả nhà mình ha. Rồi, cảm ơn cả nhà.